Để cháu giúp bà cho ạ. Ừ, bây giờ cháu đem một cốc ra mời bà Lan nhá. Còn một cốc là của cháu. Đây là sữa hạt vừa ngon lại rất bổ đấy. Ngày xưa cô Hà rất thích. Thế sao bà không làm cho cô Hà một cốc ạ? Ừ thì bây giờ cô Hà cô hết thích rồi. Tại chồng cũ cô Hà đấy. Chị ơi, ăn sáng nhanh để cô đưa đi học nhá. Dạ vâng ạ. Cháu ơi bà. Bà xin. Ăn đi cháu. Dạ. Bà ơi, thế chồng cũ của cô Hà tên là Nghĩa ạ? Ừ, thì ăn ăn đi. Hà, xuống ăn sáng đi cháu. Vâng ạ. Xuống ăn đi con. Mấy hộp gì đấy cô? Sao để đây? À, vài cái thứ linh tinh mà cô dọn định đem ra ngoài nhưng mà chưa bê ra được. Đây, bây giờ cô bê đây. Ôi dồi ôi. Sao thế? Ôi thôi thôi thôi, bụng to. Không không ngồi được. Cháu ngồi ra kia để cô làm cho. Ôi đưa đây. Đi vào rửa tay đi. Sao cô dọn kỹ rồi nó vẫn lẫn ở đây nhỉ? Rửa tay đi chứ. Dạ. À. Sao thế? Giờ cháu mới nhớ ra. Cháu từng gặp chú Nghĩa kia rồi ạ. Cháu gặp rồi á? Cháu có nhầm không? Cháu gặp chú ấy ở đâu? Bao giờ? Mà thôi cháu không phải quan tâm đâu. Đi rửa tay đi. Dạ. Chi? Lại bà hỏi. Dạ. Cháu cố nhớ lại xem cháu gặp chú ấy ở đâu. Thật ra cháu chưa từng gặp chú ý ạ. Nhưng mà cháu thấy chú ý trên màn hình máy tính của bố bạn cháu. Sao chú ấy lại ở trên máy tính của bố bạn cháu? Cháu sang nhà bạn cháu chơi. Bạn Ngọc Mai mà hôm trước cháu kể với cô Hà ạ. Ừ, Ngọc Mai làm tổ trưởng à? Dạ. Cháu thấy chú ý trên màn hình máy tính của bố bạn Mai giống lắm luôn ạ. Cô nhận làm cái PowerPoint này vừa hay vừa tiện Mai nhỉ? Ừ. Từ đó quát để tớ vào bếp xem có gì ăn không đã. Cậu đợi tớ nhá. Tớ lưu luôn nhá. Ừ, lưu xong nhớ tắt máy nhá. Lưu ổ nào đi Mai. Lưu vào ổ D. Xong tạo thư mục mới ghi là bé Mai, viết tắt là BM. Ok. BM. Có BM rồi mà Mai. Mai ơi. Thôi đủ đại đây vậy. Nhìn chú này quen thế nhỉ? Như nào gặp ở đâu rồi? Cháu thấy chú ấy đang làm gì? Cháu không nhớ rõ lắm nhưng mà hình như là chú ấy gặp một cô. Xong cô đưa cho chú một cốc nước. Xong chú đổ cái gì lên cốc nước ấy ạ? Thế cháu có nhớ bố bạn ấy tên là gì không? Bố bạn ấy... À, có lần bạn ấy kể về cháu. Bố bạn ấy làm luật sư tên là Tuấn ạ.